thụ lão thầy viện trưởng anh mọi người đây là thụ lão lên tiếng trước chuyện lớn như đột phá này sao lại không nói với ta có phải là coi thường ông già ta không hiên vũ liền gãi đầu nói làm gì có chuyện đó cháu chỉ là không muốn làm phiền ngài thụ lão nói tiếp từ trước tới giờ giữa học viện streak bậc thiên tài đều có ước định tiên thảo 10 vạn năm cấp và đường môn địa bảo buộc phải thông qua hai bên phê chuẩn thì mới có thể tiêu thụ cuối cùng vẫn là quyết định bán cho cậu cậu vốn không có tư cách đặc biệt nhưng cậu lại là trưởng đại học phái sinh mệnh tương lai mà ta chỉ định tiền thì tiểu đường và tiểu anh sẽ giúp cậu chi một phần còn lại thì trong nội bộ học phái sinh mệnh sẽ bổ sung nhưng tương lai cậu phải trả lại tổng cộng 16 huy chương màu đen anh lạc hồng nói mở riêng hội nghị hải thần các chỉ vì một đệ tử ngoại viện là em còn ghê gớm hơn cả 16 huy chương màu đen đều là nhờ có thụ lão không thể dùng giá trị để đo lường được sau khi nghe xong lời của thụ lão hiên vũ ngây ra một lát rồi cúi người xuống đa tạ cảm ơn thụ lão cảm ơn viện trưởng và thầy em nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng sáng sớm ngày thứ hai lam hiên vũ và thụ lão cũng lên phi thuyền rời khỏi mẫu tinh đến sâm la tinh mặc dù thụ lão đảm bảo với hải thần các nhưng đồng thời cũng hộ pháp cho lam hiên vũ lúc này tại văn phòng hiệu trưởng chỉ có anh lạc hồng và đường trấn hoa đang nói chuyện đi rồi sao ừm tôi có dự cảm lần này quay lại thằng nhóc này nhất định sẽ có sự thay đổi về chất có thể không thay đổi về chất được sao ba loại thiên tài địa bảo mười vạn năm cũng chính là các anh cứ muốn làm loạn với nó cũng không sợ nó no chết à Lúc này Đường Chấn Hoa không nói mà đổi sang truyền âm cho anh Lạc Hồng. Ngũ hoàng của thằng nhóc này không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Lúc nó thi tốt nghiệp chắc chắn sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc. Lạc Hồng, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, em vẫn không thể tha thứ cho tôi được sao? Trước câu hỏi này anh Lạc Hồng nói, anh bị phán hình phạt vô thời hạn. Lạc Hồng, 10 năm rồi. 10 năm nay, mỗi ngày tôi làm gì em đều nhìn thấy. Tôi hối hận 10 năm, đồng thời tôi cũng đã biết được lỗi sai của mình một cách sâu sắc. Hay là em hẹn một thời hạn, cho dù bao lâu, tôi cũng đều đợi. Anh mau đi đi, anh không phải là còn làm nghiên cứu với Đường Môn sao? Ừm, vậy tôi đi đây. Sau khi đường trấn hoa rời đi, chỉ còn lại mỗi mình anh Lạc Hồng đang ngồi suy tư. Trên đường Lam Hiên Vũ đến Sâm La Tinh, thấy Hiên Vũ có vẻ đang căng thẳng thụ lão liền nói, ha ha, nhóc con, thả lỏng. Lần này có cơ hội cùng ra ngoài với cậu, đúng lúc có thể nói về chuyện của học phái sinh mệnh với cậu. Cậu có biết tiêu chuẩn thu nhận người mới của học phái sinh mệnh không? Hiên Vũ cũng ngạc nhiên, tiêu chuẩn thụ lão liền giải thích chức trách quan trọng nhất của học phái sinh mệnh chính là là người liên hệ với cây vĩnh hằng bảo vệ cây vĩnh hằng bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của mẫu tinh chúng ta học phái sinh mệnh thu nhận người mới chỉ có một tiêu chuẩn đó chính là độ tương tác sinh mệnh ai cũng có sức mạnh sinh mệnh quyết định trạng thái cơ thể thọ mệnh bao nhiêu hồn thú có sức mạnh sinh mệnh thực vật có sức mạnh sinh mệnh thậm chí những kim loại đoàn tạo giai cao cũng có khả năng có sức mạnh sinh mệnh hồn thú cái gọi là độ tương tác chính là sức mạnh sinh mệnh của bản thân và sức mạnh sinh mệnh của ngoại giới sản sinh ra dao động cộng hưởng Chúng ta có thể sản sinh ra tương tác đối với ngoại giới, công hưởng cùng với chúng. Cậu được chọn, chính là bởi vì trước giờ chúng ta chưa từng thấy thể chất tương tác sinh mệnh như cậu. Cậu không cần làm gì cả, năng lượng sinh mệnh đã bao quanh cậu. Học phái sinh mệnh có địa vị rất đặc thù trong liên bang. Sau khi cậu kế thừa vị trí của ta, cậu sẽ là nghị viện liên bang, cũng là các chủ của hải thần các. Giống thế, cậu cũng cần phải gánh vác trách nhiệm với học phái sinh mệnh. Bảo vệ cây vĩnh hằng, đấu tranh với thế lực bên ngoài, cho dù là phải trả giá bằng sinh mạng sau khi nghe hiểu lời của thụ lão hiên vũ kiên định đồng ý vâng trong toàn bộ quá trình bay thụ lão đã nói thẳng những sự vụ quan trọng trong học phái sinh mệnh để lam hiên vũ dần dần hiểu được học phái sinh mệnh quan trọng như nào nhìn đi chúng ta đến rồi sâm la tinh trung tâm vũ hành sâm la thành người đến đón hiên vũ là hoàng kim sư hổ chị kim sao chị lại đến đây không còn cách nào khác ai bảo mỗi lần cậu đến đều mang theo bao nhiêu lợi lộc cho chúng tôi chứ lẽ đương nhiên phải được coi trọng rồi đi thôi cha cha hai đều đang chờ mọi người đó sâm la tinh băng hỏa lưỡng nghi nhãn cha cha hai đã dẫn người đến rồi với tính cách cao ngạo như đế thiên mà cũng đã đưa ra lựa chọn rồi ta đương nhiên cũng phải đến xem xem hiên vũ đúng chứ đến đây sao hôm nay làm phiền cả thanh đế đến rồi đại minh tiền bối nghe nói hôm nay cậu chuẩn bị đột phá đều chuẩn bị xong chưa vâng đúng thế vậy thì sau khi nghỉ ngơi thì bắt đầu đi chúng ta ở đây bảo vệ cậu đa tạ tiền bối thụ lão ông cảm thấy như nào chắc là không có vấn đề gì lần này học phái sinh mệnh ủng hộ toàn lực hải thần các cũng đang chờ đó ừm thành quả nghiên cứu bên phía chúng ta cũng sắp thành hình rồi lần này đúng lúc ông đến xem còn có vấn đề gì không sau này ta chuẩn bị mang theo vạn thú đài đến những nơi mà liên bang chưa thăm dò được để thử xem thụ lão cũng phải ngạc nhiên thầm nghĩ không ngờ được thanh đế lại coi trọng đứa bé này thế rồi mỉm cười nói tiếp đợi nó đột phá thành công rồi cùng đi xem đi thời gian lam hiên vũ điều chỉnh lại còn dài hơn những gì mọi người tưởng tượng tròn 5 tiếng đồng hồ nơi giao nhau của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hai khí băng, hỏa đã vào trong cơ thể. Đang dung hợp với huyết mạch của Ngân Long Vương, Kim Long Vương hình như đã đạt đến trạng thái tốt. Lúc này Tiểu Bảo ở bên cạnh nhắc nhở, "Chủ nhân, nhất thiết đừng qua loa. Mới chỉ vừa bắt đầu thôi, lát nữa sẽ càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi một lần đột phá của ngài đều là quá trình không phá thì không xây được." Tiểu Bảo, chúng tích lũy càng lúc càng mạnh mẽ hơn, làm sao đây? Ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài kiểm soát tốt, nhưng ngài phải chuẩn bị chịu đựng bạo phát. Ba ngày sau trên bờ hồ, Hoàng Kim Sư Hổ lo lắng hỏi, cha, ba ngày rồi, chắc không phải có chuyện gì rồi chứ. Đại Minh liền đáp, hắn đột phá không phải là chuyện dễ dàng, cần có thời gian tích lũy, nhưng ta có thể cảm nhận được, chắc sẽ không quá lâu. Trong quá trình đột phá, thú tìm bảo vật không ngừng phóng ra những thiên tài địa bảo để làm ổn định tinh thần, để ổn định tâm thầm của Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ cuối cùng cũng phát hiện ra huyết mạch trở nên phấn khích rồi. Đây chính là thời điểm bắt đầu đột phá, hai con rồng từ dưới hồ bay lên quấn lấy nhau. Cảnh tượng này có thể nói chưa từng bao giờ xuất hiện, hai con rồng một vàng một bạch lao vào đánh nhau gây ra xung kích cực lớn đại minh liền phong tỏa băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại để tránh ảnh hưởng đến ngoại giới lúc này trên ngực lam hiên vũ một ánh sáng lóe lên long lân bắt đầu có biến đổi đã đến lúc sử dụng thiên tài địa bảo thụ lão liền tung lên kỳ nhung thông thiên cúc 10 vạn năm từng cánh hoa bắt đầu hóa tỏa ra khí tức nồng đậm một dải ánh sáng khổng lồ bay bổng trên không trung của băng hỏa lưỡng nghi nhãn mọi người ở tại đó liền thay đổi sắc mặt từ dưới hồ ảo ảnh long thần xông qua cuộc giao tranh của kim long và bạch long sau đó há miệng nuốt lấy kỳ nhung thông thiên khúc ảo ảnh long thần vừa nuốt xong thì liền bạo nổ ngay trên không trung tạo thành một cơn mưa ánh sáng mưa ánh sáng không ngừng xuyên vào trong cơ thể của hiên vũ rất tốt tất cả năng lượng đã hoàn toàn dung nhập lấy kỳ nhung thông thiên cúc làm trọng tâm hội tụ năng lượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn trải qua sự chuyển hóa của hỗn độn thủy và sự bao phủ của khí tức long thần rút vào trong cơ thể của chủ nhân đi nhận thấy bây giờ là thời điểm tốt thụ lão liền ném ra liệt hỏa hạnh kiều sơ 10 vạn năm và bát giác huyền băng thảo 10 vạn năm Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng biến thành hai luồng ánh sáng xanh và đỏ bay thẳng vào giữa lồng ngực Lam Hiên Vũ. Quá trình đột phá của Hiên Vũ vô cùng đau đớn, vảy rồng không ngừng tăng lên. Tiểu Bảo nói, bây giờ chủ nhân đột phá thành công là điều tất nhiên, chỉ xem đột phá đến mức độ nào thôi. Nhìn vảy rồng trước ngực Lam Hiên Vũ, Tiểu Bảo cũng phải giật mình, cái gì? Vậy mà lại có 36 miếng vảy rồng. Trong trung tâm bảy sắc màu xuất hiện một tinh thể nhỏ, năng lượng đều bị tinh thể này hấp thụ. Mình cảm thấy hồn lực trong cơ thể rõ ràng tăng vọt tinh thể đang xoay tròn trong huyết mạch chắc sẽ không phải sẽ hình thành nên hồn hạch có tác dụng tương tự sau khi đạt đến thất hoàn hồn thánh chứ đã hoàn thành đột phá rồi chúng ta cùng qua đó xem xem ba người đại minh không đến xem thì thôi khi xem thì hốt con bà hoảng lam hiên vũ vậy mà có đến năm hồn hoàn màu đỏ nhưng ngay sau đó cả đại minh và nhị minh mừng rớt nước mắt đây chính là huyết mạch long thần thuần khiết đây chính là sự hồi sinh của thần thú chúng ta dường như nhận ra bí mật này cần phải che giấu nhưng thụ lão cũng đã nhìn thấy nhị minh liền quay lại túm của thụ lão mà lớn tiếng vừa rồi tất cả mọi thứ ông thấy đều không được nói ra ngoài có biết không hả thụ lão vội xua tay đừng kích động nhị minh tiền bối lúc này đại minh ở bên cạnh và cho nhị minh một cái rồi nói ngươi nghĩ gì thế ngươi đừng quên trên người lam hiên vũ còn có huyết mạch con người vì thế cho dù là long thần sống lại thì cũng không phải là long thần trước đó tình huống của hiên vũ quả thực hơi đặc biệt vì thế quả thực cần che giấu đi nhưng cấp cao của học viện nên biết thì cũng phải để cho họ biết dù gì, trong tương lai nó trưởng thành, không phải chỉ dựa vào một bên mà có thể giúp được nó hoàn toàn. Nghe thấy cũng hợp lý nhị minh liền gãi đầu hướng thụ lão nói, xin lỗi nhé thụ lão, ta vừa rồi hơi kích động. Không sao, không sao, ai mà ngờ được đứa nhóc này sẽ có thể đổi lớn thế, lần này nó coi như là lột xác rồi nhỉ. Lần này sau khi đột phá, nó mới tính là có huyết mạch long thần thật sự, hy vọng trong những năm chúng ta còn sống có thể nhìn thấy cảnh tượng thần thú quật khởi. Lúc này tiểu bảo nhìn thấy những hồn hoàn màu đỏ cũng chui ra. Sau đó hồn hoàn màu đỏ dần dần biến thành màu đen. Đại Minh ngạc nhiên, hồn hoàn này vậy mà lại biến thành màu đen rồi. Tiểu Bảo liền nói, các ngươi nhìn nhầm rồi, hồn hoàn vừa rồi đã bị Dương Tuyền nóng rực nhuộm thành màu đỏ. Nhưng mấy ai biết được tinh thần của Tiểu Bảo đang rất mệt mỏi có lẽ nó đã cố tình che giấu đi sự thật này. Một lát sau Hiên Vũ cũng đã mở mắt ra. Hoàn thành đột phá rồi, mình vẫn ở dưới đáy hồ. Thấy Hiên Vũ tỉnh, Đại Minh liền nói, nếu đã tỉnh rồi thì lên đi, thằng nhóc thối. A, à, được. Trong đôi mắt ánh lên hào quang, xung quanh cơ thể có thêm một quầng sáng rực rỡ, Hiên Vũ vừa nhảy lên bờ thì tiến tới phía Đại Minh và Nhị Minh cúi người xuống cảm ơn. Cảm ơn Đại Minh, Nhị Minh tiền bối. Cảm ơn thụ lão, tôi thành công rồi. Nhị Minh nói, thằng nhóc thối cậu, lần này lửa của chúng ta không ít đâu, về cậu cũng nên đến Thăng Linh Đài một chuyến, hấp thụ thứ bên trong của họ. Đại Minh tiến tới trước mặt Hiên Vũ nói, lần sau đột phá e là ngươi phải tìm nơi khác mới. Ồ, vâng ạ. À. Đại Minh quay lại nói với Nhị Minh, ngươi ở đây chấn thủ, ta dẫn họ đi xem một thứ. Hiên Vũ cũng ngạc nhiên hỏi, Đại Minh tiền bối, chúng ta cần đến nơi nào? cậu đi theo là được rồi, chúng ta đi. Đại Minh dẫn thụ lão và Hiên Vũ cùng rời đi. Trên đường đi, thụ lão nói: Hiên Vũ, chúc mừng cậu nhé. Năm hồn hoàn màu đỏ của cậu thật sự là kinh hãi thế tục. Năm hồn hoàn màu đỏ. đúng thế, chuyện này cậu phải giữ bí mật đấy. nhất thiết đừng để lộ chuyện hồn hoàn màu đỏ ra. vâng, được ạ. À. Hiên Vũ cũng thầm vui mừng, tốt quá rồi. một lát sau, Đại Minh đưa hai người đến sâu trong khu rừng. Đại Minh lấy ra một tấm thẻ màu vàng, tấm thẻ chiếu ra một luồng ánh sáng bắn thẳng vào lớp màng kết giới lúc này hiện ra một cánh cửa đại minh bảo mọi người hãy vào trong cùng mình hiên vũ không ngờ phía bên ngoài là cảnh sắc núi rừng vậy mà lại có một lối vào động huyệt bằng kim loại phía bên trong động rất tối đại minh liền lấy ra tấm thẻ để chiếu sáng ba người cuối cùng đi đến một bức tường sáng màu vàng đại minh nói chúng ta phải xuyên qua bức tường sáng này hiên vũ vừa bước qua bức tường sáng thì một cảnh tượng đập vào mắt đây lại là một khu nghiên cứu bên giữa trung tâm sắc một con cự thú đang được vô số những dây nghiệm gắn vào nhìn con cự thú trước mặt khiến hiên vũ toát mồ hôi lên tiếng hỏi đây cái này là sao Thụ lão liền giải thích, đây là kế hoạch hợp tác giữa học viện chúng ta, Đường Môn và hồn thú ở Sâm La, tên là chiến hạm sinh thái. Cự thú này là hồn thú thượng cổ, ngân giáp đại bằng có tu vi 10 vạn năm. Đại Minh cũng âm trầm nói, Liên Bang Đấu La vẫn luôn muốn nắm giữ Đường Môn và Streak, mà chúng ta cũng đang tìm kiếm không gian sinh tồn, không bị con người khống chế nữa. Vì thế ba bên chúng ta hợp tác, cùng nghiên cứu chiến hạm sinh thái này. Hiên Vũ vẻ mặt ngây ngốc hỏi, bí mật này có phải tôi biết hơi sớm rồi không? thụ lão liền nói cậu là người kế thừa của học phái sinh mệnh nên cậu cần phải biết chuyện này vậy đây là bản thể chiến hạm làm bằng cơ thể của hồn thú đã chết sao nguyên lý cơ bản chính là như vậy chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh học phóng đại năng lượng sinh mệnh của ngân giáp đại bằng tất cả năng lực của chiến hạm sinh thái này đều bắt chước năng lực khi còn sống của hồn thú nó giống như hồn sư trong chiến hạm vậy chiến hạm có thể phóng ra hồn kỹ quả thực rất thú vị tôi có thể xem dáng vẻ của chiến hạm sinh thái khi tác chiến không mặc dù không thể cho cậu thử ngân giáp đại bằng nhưng ta đã chuẩn bị cho cậu một món quà khác đại minh búng tay một cái một con thúy ma điểu to lớn xuất hiện trước mặt hiên vũ đây là một con thúy ma điểu đã chết có hồn hoàn ba vạn năm bây giờ tặng nó cho cậu cậu có thể điều khiển nó mà không bị người khác phát hiện vậy bây giờ tôi có thể thử không đại minh đưa ra một cái vòng cổ cho hiên vũ rồi nói được chứ đây là công tác điều khiển kích khởi nó bằng tinh thần lực của cậu sẽ trực tiếp truyền vào bên trong thật tiên tiến tôi thử xem hiên vũ liền truyền tinh thần lực vào bên trong vòng cổ một không gian giả lập hiện ra. Hiên Vũ nhìn thấy khung cảnh núi rừng trước mặt. Những ký ức của Thúy Ma Điểu khi còn sống tràn vào trong đầu Hiên Vũ, cảnh tường chết chóc đầy bi thương. Vô số con rồng bị giết không ngừng rơi xuống. Nơi này là có liên kết không gian, liên kết, đây là không gian hệ thống. Nếu liên kết thì sau này Thúy Ma Điểu và cậu có thể kề vai tác chiến rồi. Nó sẽ trở thành chiến hạm đắc lực nhất của cậu. Thì ra là thế, tiếp nhận liên kết. Một luồng ánh sáng bay thẳng vào đầu của Lam Hiên Vũ, Thúy Ma Điểu liên kết thành công ánh sáng kết thúc đại minh lên tiếng chúc mừng chúc mừng cậu đã liên kết thành công đại minh tiền bối sao tôi lại cảm thấy cơ thể hơi kỳ lạ tay của hiên vũ cảm giác như có một đôi cánh được gắn kết đại minh mỉm cười nói ha ha cậu nhóc cậu phải thích ứng cho tốt mới được bắt đầu từ giờ khác này cậu chính là chiến hạm thúy ma chiến hạm thúy ma chính là cậu quả thực quá kỳ diệu vậy có phải bây giờ mình có thể sử dụng kỹ năng của nó rồi không thử xem hiên vũ vừa thử một cái thì nhận ra nó không hề dễ như bản thân nghĩ bay được một đoạn đâm thẳng vào tường thụ lão cũng phải há hốc miệng hỏi ho không chế đến thế à xem ra cần phải giúp cậu ta mới được sao lại bay nhanh quá vậy mình phải ra ngoài thế nào cũng may lúc này đại minh đã kịp thời giúp hiên vũ thoát khỏi tốc độ bay của thúy ma điểu hiên vũ đang trong tình trạng choáng váng thụ lão tiến lên hỏi hiên vũ cậu vẫn ổn chứ tôi tôi vẫn ổn chỉ là thực sự quá nhanh tôi vẫn chưa kịp khống chế chợt nhớ ra bản thân vẫn đang trong không gian điều khiển thúy ma điều hiên vũ liền lên tiếng hỏi đại minh đại minh tiền bối tôi phải ra ngoài thế nào đây đại minh liền đáp chỉ cần nghĩ thôi muốn gì thì có thể làm được công tắc mở chính vốn cũng là một hồn đạo khí chữ vật có thể chữ chiến hạm thúy ma trải nghiệm vừa rồi hiên vũ cảm thấy nó quả thực rất tuyệt vời đại minh tiền bối vừa rồi tôi cảm nhận được võ hồn và hồn kỹ của mình cũng có thể ảnh hưởng đến nó không sai thông qua năng lượng sinh vật của bản thân chiến hạm sinh thái bắt chước chuyển hóa đặc điểm hồn kỹ của cậu từ đó dùng trên chiến hạm sinh thái ý của ngài là muốn nói chiến hạm sinh thái đã học được năng lực của tôi Chính là như thế, chiến hạm sinh thái của chúng ta còn có một điểm mạnh, đó chính là tiến hóa. Chiến hạm còn có thể tiến hóa sao? Đúng thế, nếu như cậu tu luyện đến thần cấp. Vậy thì nó nhất định sẽ tiến hóa thành sự tồn tại càng cường đại hơn. Bởi vì đặc tính sinh vật của chiến hạm sinh thái, nó cần phải thôn phệ kim loại cấp bậc linh đoàn, điểm này cậu cần chuẩn bị tốt. Hiên Vũ nghe vậy giật mình nghĩ, thứ gì thế, còn ăn linh đoàn. Sau đó bày ra bộ mặt phiền muộn hỏi, vậy lượng cơm của nó nhiều như thế nào? Đại Minh liền giơ một ngón tay lên nói, mỗi một phút cần tiêu hao khoảng một miếng kim loại linh đoàn có kích thước tiêu chuẩn. Nghe đến đây thì cả người Hiên Vũ khụy xuống, tôi khổ quá mà. A à, hu hu, đây cũng quá đắt, quá, quá đắt rồi. Không, không mua nổi. Như này cần phải tiêu hao bao nhiêu kim loại quý hiếm thì mới có thể cung cấp động lực cho chiến hạm sinh thái thế. Lúc này Đại Minh hướng thụ lão nói, đến đây thôi, tiểu thụ, ta giao cậu nhóc cho ông đấy. Tiền bối yên tâm, chỉ là lần sau lúc nó đột phá nên đến nơi nào mới được ông dẫn nó đến tìm đám người đường môn mượn dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn thật sự đi đấu la tinh học viện streak hải thần các một cuộc họp đang được diễn ra tại đây tiểu thụ truyền tin tức lam hiên vũ đã đột phá thành công rồi năm hồn hoàn màu đỏ trước giờ chưa từng có trong lịch sử cái gì hồn hoàn vạn năm toàn bộ đều tiến hóa thành 10 vạn năm tiếp theo đây học viện sẽ tăng cường biện pháp bảo mật đây là điều nên làm cần đường môn chúng tôi làm gì không để hiên vũ đi một chuyến đến thăng linh đài cao cấp của truyền linh tháp Ngài muốn nói, công phá hệ thống của Thăng Linh Đài. Chính là như vậy, gây chút phiền phức cho đối thủ cũ của chúng ta. Các chủ, lão đại còn nhờ ta truyền lời cho ngài, Long Mã Tinh hệ hình như đang ủ mưu gì đó với chúng ta. Chúng ta buộc phải nhắc nhở Liên bang cẩn thận ứng phó. Tin tức này rất quan trọng, ta sẽ lập tức liên hệ với chính phủ liên bang và quân đội. Hôm nay đến đây thôi. Vâng, lúc này tại sân đấu đang diễn ra một trận đấu giao hữu 2 với hai. đây là trận đấu giữa Bạch Tú Tú và Lam Mộng cầm đấu với hai chị em Đường Vũ Cách và Nguyên Ân Huy mà đối kháng hai với hai nay chị em đường vũ cách đã chiếm thế thượng phong nhưng bạch tú tú và lam mộng cầm vẫn chưa thua trận chiến đấu nữa tiếng này khiến cho mọi người tiêu hao rất lớn lam mộng cầm và bạch tú tú bị thiệt ở chỗ không có hồn hạch sức hồi phục không bằng đối phương đường vũ cách vẫn là cường giả cấp bậc bát hồn hoàn đấu la nhưng dựa vào năng lực khôi phục cường đại của phủ thủy thiên nga bích cơ nên họ đã kiên trì tiếp được lúc này tiền lỗi đứng ra ngăn lại trận đấu đến đây thôi còn tiếp tục nữa thì sắp liều mạng rồi mọi người đều thờ phào một hơi. Nếu như thật sự phải đấu phân thắng bại, thì sẽ không thể khống chế được trận đấu. Tên của huy huy thực sự quá đáng ghét hơi thả lỏng, thì chúng ta sẽ thua mất. Nhưng cậu còn chưa dùng chân thân võ hồn nữa như vậy quá dễ dàng mất khống chế, dùng ở đây là được rồi. Tớ mới đang phiền muộn đây. Phỉ thúy ngọc hoàng cầm của chị mộng cầm cứ luôn khống chế tớ, còn chưa bắn được mấy phát. Được rồi, đều nghỉ ngơi đi. Lần này tú tú và mộng cầm đều làm không tệ. Nghe mọi người khen ngợi nhau, tiền lỗi ở bên ngoài tuổi thân nói, các cậu đều không cần tớ nữa. Tớ kém thế sao? đường vũ cách liền nói nếu không thì sao ngoại trừ hiên vũ thì mọi người ít nhất đều là thất hoàn hồn thánh rồi chỉ có cậu vẫn là lục hoàn hồn đế câu nói chí mạng khiến tiền lỗi tự kỷ luôn tại sao bản thân vẫn chỉ là hồn đế a hu hu tớ cũng không muốn thế đâu nhưng sao lại không đột phá được chứ lão đại cậu mau về đi lúc này lam hiên vũ đang ngồi trong phi thuyền vũ trụ sao hình như lại nghe thấy giống như tiền lỗi đang gọi mình thụ lão tôi có thể hỏi ông một vấn đề không ha ha trực tiếp nói đi khách khí với ta làm gì mặc dù chiến hạm thúy ma là chiến hạm vậy nó có thể du hành lâu trong vũ trụ không chỉ cần cậu nỡ dùng kim loại quý hiếm thì đương nhiên không vấn đề ví từ xâm la tinh bay đến mẫu tinh cần tiêu hao năm miếng kim loại hồn đoàn cũng đắt quá nhỉ ha ha chiến hạm sinh thái đương nhiên là tiêu hao khổng lồ nhưng hiệu quả sinh ra lại không giống nhau chiến hạm thúy ma của cậu tốc độ bay gấp 3 lần chiến hạm bình thường nếu là chiến hạm ngân giáp đại bằng trong khoảng cách ngắn thì gấp 2 lần khoảng cách xa thì gấp hơn năm lần có điều hiên vũ cậu nhớ kỹ trừ phi là vạn bất đắc dĩ nếu không đừng vội sử dụng chiến hạm thúy ma chiến hạm sinh thái quá đặc biệt một khi bại lộ học viện đường môn đều sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ càng có khả năng khiến cho các hồn thú rời vào cảnh ngộ khó mà bảo vệ được bản thân vâng ha ha cũng đừng quá nghiêm khắc với bản thân sinh mệnh của cậu cũng quan trọng như thế trung tâm du hành thành Shrek. lam hiên vũ không vội trở về học viện mà đi một quãng đường dài trên đường đi lam hiên vũ tiện liên lạc với đường nhạc hiên vũ sao thế chú nhạc cháu đã đột phá đến ngũ hoàn rồi chú xem cháu có thể thử hồn đoàn chưa thế sao chúc mừng cháu thế này đi gần đây chú đang ở thiên đấu tinh sẽ sắp xếp hành trình đến stress đến tận nơi chỉ điểm cho cháu nhé thật sao cảm ơn chú nhạc vậy cháu sẽ đợi chú nhé được tạm biệt lúc này lại có tiếng chuông reo lần này là nana gọi đến cô nana sao cô biết em về rồi thế ha ha bí mật thế nào em đột phá có thuận lợi không vâng thành công rồi. Hồn hoàn thứ năm của em có phải là quang nguyên tố khống chế không? Ba ngày sau, cô sẽ qua đó hướng dẫn em quen với khống chế nguyên tố sau khi tấn dài. Ý, sao cô biết? Việc này à, cũng là bí mật. Lý do mà Nana lại biết. Bởi vì, hồn hoàn thứ năm của cô ấy cũng là quang nguyên tố khống chế. Tại thiên đấu tinh đường nhạc nói với Lạc Khanh Linh bản thân cần đến đấu la tinh một chuyến, nên để buổi diễn lùi lại một tuần. Lạc Khanh Linh bức xúc nói. Cái gì cậu lại muốn làm chuyện gì? Cậu có biết sẽ ảnh hưởng lớn thế nào không? tất cả tổn thất tôi sẽ gánh chịu là được. Đây không phải là vấn đề, như này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cậu. Vậy thế này, cô nói với phía tổ chức, buổi diễn này tôi sáng tác ra một ca khúc mới, vì thế cần chút thời gian để hoàn thiện ca khúc. Phu, vậy được rồi. Tôi nói, cậu nhóc đó chắc không phải là con trai cậu đấy chứ. Sao cậu lại thích nó vậy? Con trai, à, có lẽ là thật không biết chừng. Này, cậu đừng có ra ngoài nói bậy đấy, cậu phải nghĩ cho fan ấy. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã quay về học viện stress cậu ấy ý thức được chú nhạc và cô nana đều hẹn mình vào ba ngày sau vậy ba ngày sau rốt cuộc là học đoàn tạo với chú nhạc hay là học khống chế nguyên tố với cô nana đấy ý nói ra thì chú nhạc độc thân cô nana cũng thế nếu như họ có thể ở cùng nhau vậy thì chẳng phải là hoàn mỹ sao có cần làm mối không nhỉ đang suy nghĩ về việc làm mối thì có tiếng gõ cửa hiên vũ vội đi ra mở cửa người đến là bạch tú tú mới thấy hiên vũ đã thả thính cô bé Jo, tiểu tiên nữ đến rồi. Ai là tiểu tiên nữ là tiểu ma nữ mới đúng. Được được, tiểu ma nữ, để tớ ôm cái nào. Thời gian này tớ nhớ cậu lắm. Tí thì đôi này lại bán cơm chó Mai Tú Tú lần này không cho tên nhóc này được lợi. Thật là, tớ đến tìm cậu là có chuyện nghiêm túc, đừng cắt ngang. Chuyện gì thế? Nhị tự đấu khải của cậu đã làm xong rồi, tớ cố ý đưa đến cho cậu đấy. Hiên Vũ nghe thấy nhị tự đấu khải đã xong thì vui mừng. Thật sao? Vậy chúng ta đến phòng tu luyện đi, bây giờ tớ muốn thử. Hai người sau đó đi đến phòng tu luyện. Hiên Vũ khoác lên mình nhị tự đấu khải nhìn rất men lì lúc đoàn tạo bộ đấu khải này sử dụng tinh kim ma ngân và trầm lam hiên vũ phụ trách đoàn tạo chế tác đấu khải thì do bạch tú tú làm đấu khải bên tay phải nặng hơn chút kèm theo một chuỗi dây gai đấu khải tay trái tương đối mảnh mai trong lòng bàn tay trái có một viên đá quý trong suốt viên đá quý này được thú tìm bảo vật phát hiện trong buổi đấu giá lam hiên vũ đấu giá được một đống đá quý những viên khác thì đưa cho các bạn nữ chỉ giữ lại viên này Thú tìm bảo vật nói với Lam Hiên Vũ loại đá quý này tên là tinh diệu thạch độ hòa hợp với nguyên tố cực mạnh là nguyên tố tốt nhất làm kính phóng đại. Thú tìm bảo vật còn dùng hỗn độn thủy để nuôi dưỡng nó khiến cho năng lực chống đỡ của nó càng mạnh hơn. Tu tú, tú lên tiếng hỏi cảm giác thế nào? Quá tuyệt sức mạnh huyết mạch bị đấu khải phân tách ra hiệu quả tăng cường cực kỳ rõ ràng. Nếu như tớ cũng đã có nhị tự đấu khải rồi Tu tú, tú cậu giúp tớ đặt tên đi không phải bên trên có viết sao? Long ma long trong kim ngân song long ma trong bằng ma long sao? vậy đấu khải của cậu tên là gì long vũ đến lúc tan học rồi bảy người tụ tập ở cổng trường thuộc đường chạy đến đường ăn uống tìm một tiệm nhỏ bến đường để ăn lẩu tên của tiệm nhỏ này là lẩu gừng cay trong nước lẩu không dùng ớt cay mà là dùng nhiều gừng tươi hầm mùi vị rất tuyệt cực kỳ cay cực thích hợp cho ăn vào mùa đông ăn một bữa toàn thân đều nóng bừng hàn khí gì thì cũng bị tiêu tán sau khi mọi người ăn xong bước ra ngoài mộng cầm vươn vai một cái rồi nói thoải mái thật đấy các cậu sau này có chí hướng gì đấy tớ đang nói đến sau khi tốt nghiệp nội viện trong tương lai tớ chắc sẽ ở lại đội chiến đấu đường môn hoặc là tiếp tục làm đấu thiên giả tớ không có suy nghĩ gì khả năng sẽ về tinh linh tinh tớ cũng không khác gì phong tử lắm tiếp tục làm đấu thiên giả để rèn luyện bản thân tranh thủ sớm đột phá thần cấp hiên vũ thì sao hiên vũ liền đáp tương lai quy hoạch cho tương lai của chúng ta thực ra bây giờ vẫn chưa có bất cứ ý nghĩa gì tiếp xúc với thế giới này càng nhiều thì càng cảm thấy có rất nhiều chuyện không tốt đẹp như tưởng tượng liên bang cũng không hòa bình như trong suy nghĩ của mọi người chúng ta sinh sống trong hòa bình là vì có vô số tiền bối và quân nhân đã chặn những kẻ địch cường đại tử bên ngoài giả sử nếu chúng ta thật sự trở thành thất quái stress thì trách nhiệm mà chúng ta phải gánh sẽ nặng nề như thế nào sau khi chúng ta lớn mạnh hơn tất nhiên sẽ ra tiền tuyến đối mặt với kẻ địch vì thế thu hồi lại những tưởng tượng tốt đẹp của các cậu đi mộng cầm liền phồng má lên nói chỉ là tưởng tượng chút thôi mà có cần thiết phải để mọi người cảm thấy áp lực như thế không ngày chúng ta tốt nghiệp từ ngoại viện, áp lực này e là đã thật sự đè nặng xuống rồi. Tu luyện trong nội viện như nào tớ không biết, nhưng thực lực càng mạnh, tiếp xúc với càng nhiều bí mật thì trách nhiệm gánh vác càng nặng. Mộng Cầm, tớ không biết trong tương lai cậu sẽ nghĩ như nào, nhưng có một điểm tớ buộc phải nhắc nhở cậu. Nếu như cậu hối hận, chỉ muốn trải qua cuộc sống của người bình thường, vậy thì kỳ thi tốt nghiệp đừng thi vào nội viện nữa, cậu chắc hiểu ý của tớ. Tiền Lỗi nghe vậy liền nói đỡ cho Mộng Cầm, lão đại, chắc Mộng Cầm không có ý đó đâu, cậu đừng ép cậu ấy không không phải tớ đang ép cậu ấy mà tớ chỉ muốn nói với cậu ấy nếu như không muốn nỗ lực bỏ ra thì đừng tiếp tục hưởng thụ nữa mộng cầm cậu có hiểu ý của tớ không tớ hiểu rồi các cậu đi trước đi tớ về trước thấy tiền lỗi đang ngây ngốc trước việc mộng cầm rời đi hiên vũ liền nhắc nhở ban tử ngây ra làm gì chứ mau đuổi theo đi lão đại ớ đi rồi về một lát sau tiền lỗi cũng đã đuổi kịp mộng cầm đợi đã mộng cầm hôm nay cậu nói với mọi người như vậy chắc chắn là cậu có lý do đúng chứ nếu cần giúp đỡ, cậu cứ nói với tớ, mọi người nhất định sẽ giúp cậu." Mộng Cầm im lặng không trả lời, một lát sau quay mặt lại thì ra cô ấy đang khóc. Tiền Lỗi nhìn thấy người mình yêu khóc thì hốt hoảng, "Mộng, Mộng Cầm, cậu đừng khóc chứ." "Tớ sai rồi, đừng khóc, đừng khóc mà." Đột nhiên Mộng Cầm quay lại ôm lấy Tiền Béo rồi mắng, "Sao cậu lại đáng ghét thế chứ?" Tiền Lỗi vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong tình cảnh này đến 100 thằng đàn ông thì 99 thằng chắc cũng biết phải ôm người đẹp vào trong lòng trừ mỗi một người, nếu không phải bạn thì bình luận phía dưới nhé một lát sau tiền lỗi được mộng cầm mời vào trong ký túc xúc của mình vẻ mặt đầy ngượng ngùng của tiền lỗi khi nhìn vào cái cốc trên bàn nước hải thần hồ đây lại là nước hải thần hồ mà mộng cầm cho tới đó lúc này mộng cầm cũng ngồi xuống đối diện với tiền béo khiến tiền béo toát cả mồ hôi nói gì đây nói gì đây nói gì đây lam mộng cầm cuối cùng cũng lên tiếng trước cô ấy mỉm cười nói hi bàn tử cậu nói xem sao cậu ngốc vậy chứ lam mộng cầm thích tiền lỗi thực ra cô ấy cũng không rõ lắm tiền lỗi cứ vô tình cố ý muốn tiếp xúc với cô ấy vô tình cố ý bảo vệ bên cạnh cô ấy cô ấy có thể cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt trong ngực tiền lỗi nhìn dáng vẻ lúng túng lại hoang mang biện bạch cũng cảm nhận được một loại hạnh phúc ấm áp không khí trong phòng khách đã ấm áp hơn hai người xem ra cũng đã thả lỏng hơn nhiều mộng cầm nói mẹ tớ bị bệnh rồi bác bị bệnh có nghiêm trọng không ừm rất nghiêm trọng ngay cả bích cơ tiền bối cũng không thể trị liệu đó là một loại bệnh di truyền của gia tộc chúng tớ đến sau 40 tuổi sẽ xuất hiện tộc trưởng tộc tớ mặc dù đều có thiên phú cực cao nhưng hình như đều bị nguyền rủa vậy không sống được đến 50 tuổi bích cơ tiền bối nói đó là do trong huyết mạch thiếu những năng lượng đặc thù gây nên cho dù là khoa học kỹ thuật cao nhất của liên bang cũng vô dụng năng lượng sinh mệnh bổ sung bao nhiêu thì sẽ mất đi bấy nhiêu tớ là con gái duy nhất của mẹ tớ cũng là tộc trưởng đời tiếp theo tớ buộc phải quay về kế thừa vị trí của bà ấy bảo vệ tộc nhân của tớ tớ hy vọng trong mấy năm sau cùng này của mẹ tớ có thể luôn ở bên cạnh bà tớ thật sự không phải là người không nguyện ý gánh vác trách nhiệm học viện đối xử tốt với tớ giúp đỡ tớ tớ đều biết tớ cũng không nỡ rời khỏi mọi người nhưng tớ không có lựa chọn khác đội trưởng nói đúng tớ không nên ích kỷ thi vào nội viện tớ đã nghĩ kỹ rồi sau khi thi tốt nghiệp tớ sẽ về cùng với cha và mẹ trải qua quãng thời gian sau cùng này đợi sau khi bà ấy đi tớ sẽ là tộc trưởng của tộc tớ tiền lỗi nghe vậy cũng đứng lên nói cậu không thi thì tớ cũng không thi tớ về cùng cậu cùng cậu chăm sóc mẹ bảo vệ tộc nhân của cậu cậu còn chưa hiểu sao chúng ta không thể nào. Tớ và mẹ giống nhau, đều không thoát khỏi sự sắp xếp của nghiệp chướng. Ban đầu cha rõ ràng biết mẹ không thể sống được quá 50 tuổi, nhưng vẫn kiên trì ở bên bà ấy, ông ấy yêu bà ấy bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bằng đấy. Tớ không muốn hại cậu. Mọi người còn muốn làm thất quái Shrek, thiếu một mình tớ thì vẫn có cơ hội. Nếu như cậu cũng đi rồi thì tớ có lỗi với mọi người. Chuyện hôm nay xin cậu giữ bí mật cho tớ, tớ không hy vọng vì chuyện của tớ mà liên lụy đến quá nhiều người. Lam Mộng Cầm, cậu có biết mình đang nói gì không? cậu đang dẫm đạp lên sự quan tâm của tớ với cậu càng dẫm đạp lên tình cảm của mọi người đối với cậu xảy ra chuyện sao cậu không nói tại sao không để mọi người cũng đối mặt nơi này là học viện stress có nhiều tiền bối thần cấp chúng ta đều có năng lực của riêng bản thân mình tại sao lại chắc chắn không thể giải quyết được vấn đề của cậu cậu tưởng rằng bây giờ tách ra không để ý tớ nữa thì là tốt cho tớ sao sau này đau lòng là chuyện của sau này nếu như bây giờ không có cậu thì bây giờ tớ sẽ đau lòng cậu có hiểu không cho dù cậu thật sự chỉ sống được 50 tuổi thì làm sao tớ nguyện ý đi cùng. Cả đời này của tớ chỉ thích mình cậu. Thấy tiền lỗi lớn tiếng mộng cầm vẻ mặt ấm ức nói, cậu. Cậu hung dữ với tớ, vừa nghe thấy lời này tiền béo liền co vòi lại. Tớ, tớ, không có, tớ không dám. Tớ không dám, tớ chỉ hơi kích động thôi. Tớ sai rồi, mộng cầm, tớ sai rồi. Còn nói không dám, không phải vừa rồi hung dữ làm sao. Nhìn cậu kia thật không có tiền đồ. Tiền lỗi không màng mộng cầm ngăn cản, kiên trì gọi mọi người, lam hiên vũ cũng không nói một lời trực tiếp dẫn theo các bạn cùng về phòng của mộng cầm tiền lỗi nói lại một lần sự tình cho mọi người tú tú lên tiếng trách móc mộng cầm xảy ra chuyện lớn như vậy sao lại không nói với tớ cậu có coi tớ là chị em không tớ chỉ là không muốn mọi người lo lắng hiên vũ chen ngang câu chuyện hai người tạm đừng nói chuyện này giải quyết vấn đề mới là quan trọng mộng cầm cậu mời bích cơ tiền bối ra đây tớ hỏi cô ấy tình hình cụ thể lam mộng cầm gật đầu dẫn động tinh thần lực hình dáng màu xanh lá lấp lánh bích cơ liền xuất hiện trước mặt mọi người thân là hồn linh, cho dù là bích cơ, nếu như không phải là Lam Mộng Cầm chủ động nói với cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. Bích cơ tiền bối, tình huống cụ thể của mẹ Mộng Cầm như thế nào, rốt cuộc là vấn đề từ đâu? Ừm, tình huống đặc biệt. Huyết mạch của gia tộc bọn họ là thiên tàn huyết mạch, bẩm sinh huyết mạch đã có khiến khuyết. Sau khi dùng hợp với ta huyết mạch của Mộng Cầm đã sản sinh ra đột biến, có thể dần dần bù đắp thiên tàn huyết mạch. Nhưng vấn đề trong huyết mạch của mẹ Mộng Cầm đã hoàn toàn bạo phát rồi, tương đương với huyết mạch đã bị cắt đứt khoa học của con người cũng không giải quyết được, huyết mạch dần dần lụi tàn, sinh mệnh không ngừng mất đi, cuối cùng là cái chết. Đầu tiên chúng ta không thể dùng thụ lão để một mạng đổi một. Trừ phi phóng ra toàn bộ năng lượng sinh mệnh của sự tồn tại mang thần cấp giống như thụ lão hoặc là sức mạnh bản nguyên của cây vĩnh hằng, không thể nào thật sự phóng thích sức mạnh bản nguyên để cứu người. Cây vĩnh hằng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với học viện Shrek, đường môn, thậm chí là liên bang. Bích cơ tiền bối, vậy nếu như cái này thì sao? Lam Hiên Vũ đưa ra một giọt sinh mệnh của cây vĩnh hằng đưa cho Bích cơ xem vừa nhìn thì bích cơ liền sừng sốt năng lượng sinh mệnh khổng lồ quá đây là hiên vũ liền nói tinh hoa sinh mệnh thần cấp của cây vĩnh hằng là lúc cây vĩnh hằng chỉ định ta là người kế thừa đã giao cho ta vẫn còn hai giọt dùng để trị liệu cho mẹ mộng cầm thì có đủ không đến lúc này hòn đá đè nặng trong lòng lam mộng cầm đã được bỏ xuống lam mộng cầm xúc động không nói nên lời hiên vũ bích cơ nói chỉ cần một giọt là đủ rồi sau đó cúi người xuống cảm tạ bích cơ chỉ nhìn những người trẻ tuổi này lộ ra biểu cảm hơi phức tạp cho dù là cô ấy hay là thú thần đế thiên thâm uyển ma long ma hậu thì chỉ còn cách một bước nữa là đạt đến thần cấp nếu như ban đầu họ có thể có được thì có thể thay đổi tất cả hồn thú ở tinh linh tinh chỉ cần một giọt tinh hoa thần cấp nhỏ bé ngày thứ hai lam mộng cầm cầm tinh hoa sinh mệnh thần cấp khởi hành về nhà thời gian cũng nhanh chóng đến ngày ước hẹn cực kỳ quan trọng với lam hiên vũ chú nhạc rốt cuộc chú cũng đến rồi đợi lâu lắm rồi sao không lâu chú đến đúng lúc lắm ừm đột phá rồi có khác hình như lại cao hơn rồi chú ngồi xuống trước đi, cháu vừa order đồ ăn rồi, giao đến nhanh thôi. được rồi, cháu chuẩn bị thử hồn đoàn lúc nào đây? lúc nào cũng có thể bắt đầu. đúng rồi, còn có một cô giáo nữa sẽ đến, cô ấy lại là đại mỹ nữ đó. cô giáo sao? đúng, có điều chú yên tâm, cô Nana trước giờ không theo đuổi thần thông, sẽ không quấn lấy chú đâu. a, à, là cô Nana gọi đến. cô Nana, cô chuẩn bị đến rồi sao? vâng vâng, lúc nào cũng được. bên phía em vẫn còn một người nữa, chính là chú nhạc mà em đã từng nói sau khi lam hiên vũ nghe điện thoại xong đốm sáng màu bạc sáng lên trong yên lặng hóa thành cánh cửa màu bạc chân dài trong chiếc quần màu trắng bước đến nana bước tới hiên vũ chắc hẳn là người vui vẻ đầu tiên rồi nhưng trong ánh mắt của đường nhạc nana ở trước mắt dường như có điều gì khiến cho nội tâm khó diễn tả hiên vũ chạy đến ôm trầm lấy nana nana liền trêu chọc lớn như thế rồi sao còn giống trẻ con vậy hiên vũ liền nhõng nhẽo đáp trước mặt cô em vĩnh viễn là đứa trẻ cô chả thầy đổi gì cả duy trì trình độ như này đột phá đột phá giỏi lắm sau này sẽ đi càng thông thuận hơn. Vâng, cô Nana, em giới thiệu với cô. Đây là chú nhạc mà em đã nói với cô. Chú nhạc, đây là cô Nana. Lúc này cả đường nhạc và Nana mới chính thức nhìn vào mắt đối phương. Hai người bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng lạ, định mệnh như chơi đùa hai người cách xa một vạn năm cuối cùng cũng được gặp lại. Không gian như ngưng lại hai người mặt đối mặt dường như thân quen mà cũng như xa lạ. Một lát sau đường nhạc là người lên tiếng trước, ồ. Nhưng lúc này Hiên Vũ đột nhiên thấy hai người đang ngẩn ra thì giơ tay lên vẫy trước mặt hai người. Hai người đây là, sao thế, đừng dọa em chứ. Nana bây giờ mới bừng tỉnh nói, À, không sao, cô không sao. Hiên Vũ quay nhìn hai người rồi hỏi, lẽ nào hai người biết nhau? Hai người đồng thanh đáp, không quen biết. Nhưng đột nhiên cả hai người giống như đang bị trột dạ. Hiên Vũ cười khổ nói, ồ, sao phản ứng của hai người lại kỳ lạ như thế? Lúc này cả đường nhạc với Nana mới quay mặt đi tránh ánh mắt của nhau. Bên ngoài có tiếng thông báo cuối cùng đồ ăn Hiên Vũ order đã đến rồi. Hiên Vũ dơ cốc lên nói, chào mừng cô Nana và chú nhạc, em dùng nước lọc thầy rượu kính hai người cả Nana và Đường Nhạc miễn cưỡng giơ lên chạm cốc. Nhưng cách của thần cấp uống nước nó lạ lắm các bạn ạ. À. Một người uống một ngụm hết cả cốc nước giống như một vạn năm chưa được uống nước, còn người còn lại uống nước vậy mà cứ bị bắn ra ngoài, khiến cho Hiên Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ. Một bữa ăn vốn tràn ngập tiếng cười nói như trong kế hoạch, lại trầm mặc dị thường, xem ra hai người đều không thích ứng với sự tồn tại của đối phương. Đường Nhạc nói, "Hiên Vũ, chú vẫn còn phải mau chóng quay về, chúng ta sắp bắt đầu đột phá hồn đoàn đi." hiên vũ liền đồng ý rồi bảo nana hãy đến phòng mình nghỉ ngơi nhưng nana lại muốn đi cùng với hai người để xem hiên vũ thầm nghĩ không phải là bài trừ đối phương sao sao lại yêu cầu đi cùng thế quái lạ bên trong nghĩ vậy nhưng hiên vũ vẫn rất vui vẻ khi cả nana cũng đi theo được chứ hoan nghênh cô mấy người xuất phát đến phòng đoàn tạo trên đường đi lam hiên vũ đều thảo luận những tâm đắc trong đoàn tạo với chú nhạc trên đường đi hiên vũ vô tình gặp đinh trác hàm đinh trác hàm cũng đi đến chào hỏi lão đại cậu đang đi đâu thế đinh trác hàm tớ đang đến phòng đoàn tạo lúc này đinh chắc hàm nhìn về phía đường nhạc và nana thì lên tiếng khen đây chính là bác trai bác gái à một nhà ba người cậu giống nhau thật hiên vũ vội giải thích cậu nói gì thế hai người này đều là thầy của tớ đây là cô nana đây là chú nhạc đinh chắc hàm ngại ngùng nói ngại quá đã nhận nhầm người rồi nhưng mọi người giống thật đấy dáng người sống mũi tư thế đi đường của họ họ thật sự cũng rất giống nhìn kỹ thì hiên vũ cũng rất giống họ Hiên Vũ cũng có chút suy nghĩ, mình và chú Nhạc còn có cô Nana giống nhau sao? Bỏ qua việc Hiên Vũ có phải con của hai người này hay không, lúc này Đinh Trác Hàm nhận ra người trước mặt chính là Đường Nhạc Đại Minh Tinh liền reo lên. "Chú, chú là Nhạc. Cả nhà cháu đều là fan của chú, có thể ký tên cho cháu không?" Đường Nhạc giờ mới nhận ra mình quên đeo khẩu trang. Một đoàn người Lam Hiên Vũ khó khăn lắm mới đuổi được Đinh Trác Hàm đi. Chuyển cảnh đến phòng đoàn tạo. Hai người Lam Hiên Vũ và Đường Nhạc bắt đầu quá trình đoàn tạo còn Nana thì ngồi bên cạnh quan sát. Đường Nhạc nói, linh đoàn sáng tạo ra sinh mệnh, hồn đoàn lại khiến cho sinh mệnh này có trí tuệ. Hồn đoàn chính là vì dùng tinh thần lực của cháu để rèn tạo nó, cháu có thể hiểu được không? Hiểu đại khái a. Vậy cháu cảm nhận kỹ quá trình đoàn tạo sau này của ta, ta sẽ giảm tốc độ đoàn tạo. Đường Nhạc vừa nói vô tình liếc mắt nhìn thấy Nana cứ nhìn bản thân mình một cách trầm chằm. Nana bị phát hiện liền quay mặt đi, điều này khiến cả hai vô cùng ngượng ngùng. Đường Nhạc cố gắng che giấu bắt đầu đoàn tạo. Đường Nhạc vung búa lên gõ mạnh một cái xuống viên kim loại một cột sáng từ viên kim loại bay thẳng lên trời thiên đoàn nhất phẩm hiên vũ nhìn cũng phải hóa đá chỉ một búa chú nhạc chú đang cố ý làm màu sao nana cũng phải sừng sốt đứng dậy cô ấy cảm nhận ra động khí huyết này vậy mà giống với hiên vũ như đây hoàn toàn là thần cấp đường nhạc tiếp tục vung búa lên một búa hai búa ba búa linh đoàn sáng tạo hoàn thành đường nhạc vung lên một búa nhắc nhở hiên vũ hãy chú ý cảm nhận đường nhạc vừa gõ vừa chỉ dạy cho hiên vũ muốn kích thích trí tuệ đầu tiên cần phải có đủ tầng tự sinh mệnh vì thế quá trình hồn đoàn cũng là dẫn dắt quá trình tăng lên của tầng tự sinh mệnh bên trong kim loại đường nhạc cũng vung ra búa cuối cùng cả người khí tức ngang tàng biến mất hung ác chỉ lóe lên một cái rồi biến mất nhưng trong nháy mắt đó bộc phát ra khí huyết gợn sóng làm cho nana kinh ngạc đường nhạc cuối cùng cũng đã hoàn thành hồn đoàn ánh mắt của hiên vũ đã bắt đầu tỏa sáng thật lợi hại nana thầm nghĩ khí tức hung ác này vô cùng quen thuộc trước đây có lẽ mình đã từng gặp người này rồi lúc này đường nhạc lên tiếng hỏi hiên vũ có cần ta làm lại một lần nữa không hay là cháu tự thử xem Hiên Vũ liền đáp, để cháu thử trước một lần. Hiên Vũ tiến lên cầm cây búa, thì Nana lên tiếng nhắc nhở. Trong quá trình đoàn tạo, em cũng có thể dùng hỏa nguyên tố để cảm nhận sự biến hóa xuất hiện khi thiêu cháy kim loại, như vậy sẽ càng có lợi cho em hiểu về nó hơn. Hiên Vũ nghe theo lời của Nana rồi cũng bắt đầu cầm búa lên. Hiên Vũ bắt đầu vung búa đập xuống viên kim loại, cảm nhận được hỏa nguyên tố đang thiêu đốt miếng kim loại, một cột sáng trắng phóng thẳng lên trời, thiên đoàn hữu linh, thiên đoàn nhất phẩm. 10 phút sau, trong miếng kim loại mà hiên vũ đoàn tạo xuất hiện một con kim long bay ra hiên vũ liền vui mừng reo lên em như này là thành công rồi sau đó quay sang bên đường nhạc hỏi chú nhạc cháu như này đã tính là thành công chưa đường nhạc mỉm cười đáp đương nhiên chúc mừng cháu cháu đã là đoàn tạo sư cấp 7 rồi mặc dù theo chú thấy hơi nghi ngờ có gian lận ha ha nana nghe vậy liền nói đây gọi là lợi dụng ưu thế của bản thân sao lại là gian lận được đoàn tạo sư các anh không phải là có rất nhiều người thuộc tính hỏa sao Đường Nhạc ngạc nhiên trước lời của Nana, nhưng cũng giải thích lại ý của mình, cái tôi gọi là gian lận, là tìm được một con đường tắt rèn tạo đã được định là tỷ lệ rèn tạo thành công sẽ cao hơn người khác. Hiên Vũ dường như đã hiểu được hàm ý của hai người, liền cúi người xuống cảm tạ. Thì ra là thế, cảm ơn chú Nhạc, cảm ơn cô Nana. Đường Nhạc liền nói hôm nay đến đây thôi. Nana tiến đến ân cần hỏi Lam Hiên Vũ, em có mệt không? Vẫn ổn, cô Nana. Buổi tối đến ký túc xá của cháu ăn cơm đi, cháu gọi Tú Tú. Được rồi, đúng lúc đến chỗ cô ấy sống đêm hôm đó tú tú cũng được hiên vũ gọi đến vừa gặp nana tú tú liền lao vào ôm chầm lấy cô nana bốn người vui vẻ ăn cơm tối cùng nhau sau đó cô nana và tú tú liền quay về nghỉ ngơi lúc này chỉ còn lại hiên vũ với đường nhạc hiên vũ lên tiếng hỏi chú nhạc chú thấy cô nana thế nào hả rất được chú nhạc di lạc là bạn gái chú à đường nhạc cốc nhẹ đầu hiên vũ một cái rồi nói từ lúc nào mà cháu lại hóng hớt thế chú và khanh linh chỉ là bạn bè tốt mà thôi ban đầu thậm chí còn cứu mạng chú cứu chú, tình huống như nào? Cô ấy đã cứu chú từ trên biển, đợi lúc chú tỉnh lại thì chú đã mất đi ký ức rồi. Chú quên tất cả mọi chuyện, quên bản thân mình là ai, trước đây làm gì. Cô ấy nói chú đẹp trai nên đi làm minh tinh, nhưng bây giờ chú không muốn hát lắm. Tiền kiếm được mười mấy năm nay chú dự định đưa cho cô ấy hết, coi như là báo ân. Sau này chú định làm gì? Chú định sống ở thành Shrek. Sau này chú tính là sẽ đi khắp nơi xem xem. Lúc cháu rảnh rồi, nhất định sẽ đi cùng chú chú nhạc võ hồn của cháu có một phần hơi giống võ hồn của chú là như thế nào chú cũng không biết kim văn làm ngân thảo của cháu quả thực hơi giống của chú nhưng lại không giống chú nói xem chúng ta có phải có quan hệ thân thích gì không ví dụ như chú là chú ruột của cháu cậu ruột chẳng hạn thế có cơ hội thì chú làm xét nghiệm với cha mẹ cháu cũng được đấy cũng là cách hay đấy chú nhạc chú cảm thấy cô nana thế nào sao lại hỏi nữa cô ấy rất được rất đẹp thực lực cũng rất mạnh cô Nana đẹp như vậy, chú không có suy nghĩ gì với cô ấy sao? Chú là một người mất trí, thì có suy nghĩ gì được chứ? Được rồi, cháu nghỉ ngơi sớm đi, mai còn tiếp tục rèn tạo. Vâng, chú ngủ ngon. Sau khi đuổi được Hiên Vũ đi ngủ đường nhạc cũng bắt đầu suy nghĩ về Nana. Nana, sao mình lại có cảm giác kỳ lạ với cô ấy? Sao lại thế này, trong lòng không thể nào bình tĩnh được? Cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì đó với mình? Phía bên này Nana cũng đang suy nghĩ đến đường nhạc. Thầy nhạc, trước đây chúng ta có biết nhau không? anh ấy là ai anh ấy rốt cuộc là ai nghe nói cô ấy dạy ở mẫu tinh nếu như mình cũng ở lại mẫu tinh có phải là có thể thường xuyên gặp được cô ấy không nghe nói anh ấy là ngôi sao lớn vậy anh ấy hát những bài như thế nào tại sao lại muốn thân cận với một người một cách kỳ lạ như thế lẽ nào đây chính là cảm giác hạnh phúc mà người khác thường nói hôm sau mới sáng sớm hiên vũ đã liên hệ với nana đường nhạc bên cạnh vậy mà chăm chú nghe lén cô nana cô có muốn đi rèn tạo với chúng em không còn có thể chỉ điểm cho em chú nhạc chúng ta mau xuất phát đi ừm bốn người vừa mới gặp nhau thì lam hiên vũ lên tiếng a à, tú tú chỗ cậu có tinh kim không tớ muốn dùng có nhưng ở ký túc xá cô nana chú nhạc chúng em đi rồi về luôn tên nhóc này muốn tạo cơ hội cho nana và đường nhạc có cơ hội ở riêng cùng nhau nhưng cô bé tú tú lại ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nana và đường nhạc im lặng nhìn nhau một lát rồi đường nhạc cũng lên tiếng bảo nana chúng ta hãy vào trong trước lúc này hiên vũ kéo tú tú ra một gốc cây nhìn lén hai người tú tú ngây thơ hỏi chắc không phải cậu muốn tác hợp bọn họ đấy chứ? Hiên Vũ liền nói, tuyệt đối là có kịch hay để cho họ ở riêng. phía trong phòng đoàn tạo Nana đang suy nghĩ có phải nên cần nói gì hay không thì Đường Nhạc lên tiếng, cô Nana có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Tôi nhìn thấy cô liền có cảm giác đặc biệt quen thuộc. Nana lại hỏi ngược lại, có phải anh nhìn thấy cô gái nào cũng nói như thế không? Đường Nhạc giật mình, hốt hoảng trả lời, à, không có. Tôi là người tốt, tôi rất ít khi nói chuyện với cô gái khác, cho dù là có thì cũng là vì nguyên nhân công việc. Thấy Đường Nhạc vẻ mặt lúng túng, Nana liền cười tủm, hi hi. Dáng vẻ bây giờ của anh hơi ngốc. Trước câu nói của Nana, Đường Nhạc trở nên ngây ngốc rồi cúi mặt xuống nói: "Tôi, tôi cũng không biết làm sao. Khả năng là vì bình thường tôi ít khi nói chuyện với người khác, chỉ biết hát." "Không phải anh hát sao, không nói thì sao mà hát? Tuần sau tôi có một buổi concert tại Thiên Đấu Tinh, cô có muốn đến nghe không?" Trước câu hỏi của Đường Nhạc Nana lại thẳng thừng từ chối luôn. "Tôi không muốn nghe." đường nhạc lại ngây ngốc thầm nghĩ cô ấy không thích nghe nhạc vậy tiếp theo mình nên nói gì đây nana lên tiếng nói tiếp chúng ta vừa mới quen nhau hơn nữa tôi cũng không dự định đến thiên đấu tinh đường nhạc như mở cờ trong bụng liền hỏi vậy concert ở mẫu tinh cô có đến không nana nghe vậy thì kinh ngạc rồi chỉ ừng một tiếng coi như là đồng ý đường nhạc bắt lấy luôn cơ hội hiếm có này liền liên lạc với khánh linh khánh linh cô giúp tôi sắp xếp một buổi concert ở minh đô nhé ừm um, không nghỉ ngơi nữa càng nhanh càng tốt ừ ừ như thế à vậy được sau khi gọi cho khanh linh xong đường nhạc vẻ mặt thất vọng quay lại nói với nana thật ngại quá gần đây đang có hội nghị liên bang trong 3 tháng không được tổ chức concert nana nhẹ nhàng đáp không sao đâu đường nhạc nói tiếp đợi khi nào có thể tổ chức được thì tôi sẽ thông báo cho cô ngay đi xem với hiên vũ và tú tú trước lời mời của đường nhạc nana lại vui vẻ đồng ý gian phòng lại rơi vào yên tĩnh nhưng không khí không còn lúng túng nữa thậm chí còn tràn đầy niềm vui lúc này hiên vũ và tú tú cũng đi vào nhìn thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ thân mật hiên vũ thầm nghĩ chắc là có hy vọng hôm nay đường nhạc và nana đã giao tiếp nhiều hơn hôm qua ba ngày đoàn tạo tiếp theo vẫn như thế đường nhạc và nana cùng chỉ điểm cho lam hiên vũ chuyển cảnh tới trung tâm du hành Shrek, sau mấy hôm chỉ điểm cho hiên vũ cũng đã đến lúc đường nhạc phải rời đi chú nhạc chú yên tâm cháu sẽ luyện tập hồn đoàn chăm chỉ hiên vũ cái đó sao thế chú nhạc cháu cho chú số liên lạc của cô nana đi chú thấy có những chuyện cô ấy nói cực kỹ có lý dự định nghiên cứu kỹ có vấn đề gì thì chú còn hỏi cô hiên vũ biết đây là lời nói dối thì cố gắng nhịn cười đường nhạc ngượng ngùng quay mặt đi hiên vũ không nhịn được cười nữa cũng mỉm cười nói được ạ à. sau khi đường nhạc lấy được số liên lạc của nana thì lao vọt lên phi thuyền còn quên cả chào tạm biệt trên phi thuyền đường nhạc không ngừng nghĩ về nana mình sao thế này lẽ nào thật sự thích cô ấy rồi sau khi hiên vũ tiễn đường nhạc đi thì quay về học viện stress gặp cô nana cô nana em đã tiễn chú nhạc rồi Nana chỉ ừng một tiếng. Hiên Vũ lên tiếng hỏi Nana về đường nhạc, cô Nana, cô thấy chú nhạc thế nào? Nana không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Hiên Vũ một cái. Hiên Vũ nói tiếp, lúc chú nhạc đi còn cố ý hỏi em về số liên hệ của cô. Chú ấy còn nói em đưa số liên hệ của chú ấy cho cô. Số liên lạc của chú ấy là 93.752. Nana không nói gì liên quan tới đường nhạc mà bảo Hiên Vũ hôm nay chúng ta đến trường diễn võ để thuê sân đấu đi. Hiên Vũ ngạc nhiên hỏi lại, cô muốn em thực chiến, em và ai? ánh mắt của nana trở nên đáng sợ nói ô nghe như tiếng sét đánh ngang tai hiên vũ vội quỹ xuống cầu xin cô nana em sai rồi bây giờ chỉ có thể than thân trách phận bà mai này thôi chú nhạc cháu thật sự là vì chú đấy chú đừng khiến cháu thất vọng chuyển cảnh đến trường diễn võ ở học viện stress hiên vũ gãi đầu nói cô nana cô phải nương tay đấy nhé em rất sợ đau lúc em làm mối bắt cầu thì sao không cảm thấy đau hả nana vừa nói xong thì bộc phát khí tức của bản thân những tia hồn lực màu xanh từ người nana bộc phát ra hiên vũ nhận ra lần này cô nana đã làm thật hiên vũ cũng đành phải nghiêm túc hiên vũ tụ một quả năng lượng trên tay quả cầu năng lượng này có khả năng bóc tách nguyên tố sau đó lao lên phía nana tấn công hiên vũ vừa lao đến nơi thì nana đã sử dụng dịch chuyển tức thời hiên vũ liền nói cô nana cô không được chơi xấu cô không được dùng thuộc tính không gian nana lên tiếng giải thích cô thật sự dùng hồn kỹ thuộc tính không gian sao em cảm nhận cho kỹ nhé bóc tách nguyên tố cái em làm được chỉ là đánh tan nguyên tố thôi em không đánh tan được nguyên tố dưới sự khống chế của cô đâu bóc tách thật sự, cần em ít nhất phải khống chế được 7 nguyên tố lớn mới được. Chính là giống như thế này. Nana liền thi triển ra kỹ năng nguyên tố thôn phệ, những nguyên tố xung quanh Nana liên tục bị thôn phệ. Hiên Vũ cảm nhận được sức mạnh thôn phệ này rất mạnh. Nana nói tiếp, đây gọi là nguyên tố thôn phệ. Đợi tương lai lúc em đột phá thất hoàn, chân thân võ hồn khống chế nguyên tố, chính là năng lực nguyên tố thôn phệ này. Chúng ta tiếp tục. Hiên Vũ bắt đầu suy nghĩ, nếu bóc tách nguyên tố đã không có tác dụng gì với cô Nana. Vậy thì so sánh không chế thật sự đi hiên vũ chấp hai tay lại một mũi tên ánh sáng hai màu đỏ và xanh phóng ra bay thẳng về phía nana nana chỉ vung tay một cái khiến cho ánh sáng hai màu đỏ và xanh tách ra làm hai hiên vũ nhìn xung quanh người nana những ánh sáng màu nâu bay quanh người cô nana vậy mà lại dùng thổ nguyên tố để tách hai cực của tên ánh sáng của mình nana lên tiếng nhắc nhở em phải học được xoay tròn dùng sức mạnh hình xoáy ốc để khiến cho hai cực băng hỏa không chia tách nhau ra thì sẽ không dễ dàng bị tách ra trước khi dẫn nổ em hiểu rồi vậy chúng ta tiếp tục Lúc này Hiên Vũ tụ ba nguyên tố trên bàn tay tạo ra một quả cầu năng lượng, sau đó thi triển ra kỹ năng Nguyên Long Thăng Thiên, một con kim long há miệng ra, trong miệng nó còn đang tích tụ một quả cầu năng lượng lớn. Nana lên tiếng khen ngợi, được đấy, có ý mới rồi. Hiên Vũ tiếp tục thi triển ra Long Thần Biến, vảy rồng trên ngực bắt đầu phát sáng, cả người Hiên Vũ một cỗ năng lượng bạo phát. Nhưng điều bất ngờ là con rồng của Hiên Vũ tạo ra vừa nhìn thấy Nana thì run rẩy toát cả mồ hôi. Nana tụ một quả cầu năng lượng màu tím trên tay, sau đó nhẹ nhàng thổi quả cầu năng lượng đó vào con rồng khiến nó tan biến theo mây gió hiên vũ toát mồ hôi nghĩ như này cũng được à nana nói mặc dù cô đã áp chế tu vi nhưng nguyên tố công nhận cô còn cao hơn em có điều một kích này của em quả thực rất được cái em thiếu chẳng qua chỉ là lực khống chế mạnh hơn thôi em cảm giác được sau cùng nó đã thoát khỏi sự khống chế của em ngược lại lại bị cô khống chế em nói không sai tinh thần lực của em vẫn hơi yếu nhưng có thể dung hợp thành công thì em đã tiến bộ rất nhiều rồi để em thử lại hiên vũ cố gắng dung hợp nguyên tố tạo thành một con kim long khổng lồ nhưng sự thật là hiên vũ vẫn còn quá yếu Cô Nana, không được, em không chống đỡ được. Ừm, không chế thì cần luyện tập. Trong quá trình em đột phá thì điểm khó nhất chính là hai loại huyết mạch đầu đá nhau. Vì thế, luyện tập loại năng lực này tương đương với việc em đang thúc đẩy sự dung hợp của hai loại huyết mạch. Vậy tiếp theo em phải bỏ công sức nhiều hơn về phương diện này. Không sai, em hiểu rồi. Tiếp theo đây cô chỉ dạy cho em về đặc tính của quang nguyên tố. Vâng ạ, à, Lam Hiên Vũ chăm chỉ nghe cô Nana giảng giải, học tập kiến thức liên quan đến quang nguyên tố. Cùng lúc đó thì nhóm bạn của cậu ấy cũng đang nỗ lực nâng cao bản thân. Mà lúc này anh Lạc Hồng và các thầy giáo khác cũng đang gặp khó xử trong văn phòng viện trưởng ngoại viện học viện Swiss. Kỳ thi tốt nghiệp của lớp thực nghiệm tinh chiến sẽ tiến hành như thế nào, phải mau chóng chắc chắn được chủ kiến. Sau khi định ra hạng mục thi còn cần tiếp tục điều chỉnh và chuẩn bị, bây giờ còn chưa chắc chắn thì không kịp thời gian nữa. Mọi người đều nói ý kiến của mình đi. Trước mắt chỉ có một điểm có thể chắc chắn được, đó là kỳ thi tốt nghiệp của lớp thực nghiệm tinh chiến sẽ có 3 hạng mục, nhiều hơn một hạng mục so với lớp bình thường thầy không gian yên tĩnh không ai có ý kiến anh Lạc Hồng liền nói Đường Chấn Hoa. Thầy Đường, thầy nói xem. Thầy là người chỉ dẫn lớp tinh chiến bọn chúng luyện tập, thầy là người có quyền phát biểu nhất. Đường Chấn Hoa thấy Lạc Anh Hồng điểm danh thì giật mình, hả? À, sao lại là tôi? Độ khó năm nay đã rất cao rồi, còn tăng thêm độ khó đến lúc đó không ai tốt nghiệp được, thì lớp thực nghiệm chúng tôi trở thành trò cười rồi. Thầy đừng khiêm tốn, tình huống ở lớp thầy mọi người cũng không phải là không biết. Nếu như kỳ thì tốt nghiệp mà vẫn có độ khó như bình thường, thì sao có thể thể hiện được sự ưu tú của chúng Vậy thầy nói xem, thầy có ý kiến gì không? Tôi cảm thấy, phẩm chất vẫn là phương diện quan trọng nhất. Để chúng lịch luyện một vòng ở thất thánh uyên cũng là lựa chọn không tệ. Có hơi quá rồi, thầy trình. Cậu muốn hủy những đứa trẻ này à? Đó lại là hạng mục tốt nghiệp khảo hạch phẩm chất của nội viện. Các thầy đừng gấp, tôi không nói toàn bộ lớp tinh chiến thực nghiệm đều phải tham gia. Chỉ khảo hạch 7 đứa đứng đầu thôi, bây giờ chúng đã trải qua rồi, thì sau này không cần trải qua nữa tuổi tác càng lớn, tâm thần càng phức tạp, càng không dễ qua được, những học viên khác thì theo khảo hạch phẩm chất như bình thường. Đề nghị này sau khi tôi thương lượng với nội viện xong thì sẽ quyết định sau, còn có thầy giáo nào có kiến nghị khác không? Tôi có ý kiến, khảo hạch thực chiến thì để chúng đi hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên đi. Đề nghị này học viện đã xem xét rồi. Có điều, nếu như tập thể bọn chúng đều thông qua hết, thì lẽ nào để chúng vào nội viện hết sao? Điều này chắc chắn không được, nhiều nhất cũng chỉ là bảy suất. Thầy Trình, như vậy e là không công bằng. Bảy mà còn ít, thầy tiêu đừng tham lam thế thầy xem xem những khóa trước lớp tốt nghiệp có được mấy người vào nội viện chúng ta tổ chức một hội thi đối kháng toàn bộ lớp cậu sẽ cùng tham gia lớp chúng tôi sẽ cử 10 người nếu như lớp cậu có thể thắng thì chúng tôi không cần một suất nào cả nếu như thua thì phải nhường suất của năm sau cho chúng tôi được rồi các anh đừng cãi nhau nữa đề nghị này tôi sẽ báo lên trên cho học viện cuối cùng vẫn là do nội viện định đoạt khảo hạch tinh chiến vẫn tiến hành theo kế hoạch 7 người lam hiên vũ tiến hành khảo hạch riêng còn về khảo hạch phẩm chất, có thể khiến chúng vào được Thất Thánh Uyên thì phải xem nội viện có phê chuẩn không. Khảo hạch thực chiến, báo danh nhiệm vụ đấu thiên cấp 5, cuối cùng quyết định như nào cũng mời nội viện định đoạt. Sau khi mọi người rời đi chỉ còn lại Đường Chấn Hoa, Lạc Anh Hồng liền lên tiếng hỏi: "Sao anh còn chưa đi?" Đường Chấn Hoa nói: "Tôi dự định xin đề nghị từ học viện tiến vào Thất Thánh Uyên tham gia khảo hạch." Nghe lời này của Đường Chấn Hoa khiến cho Lạc Anh Hồng giật mình. "Cái gì? Anh có biết Thất Thánh Uyên là nơi nào không?" Đường Trấn Hoa âm trầm nói, tôi biết Thất Thánh Uyên là nơi nào. Nhưng tôi càng biết rõ, em đã không còn tin tưởng tôi nữa. Cũng không nguyện ý cho tôi cơ hội, nhưng nếu như tôi qua được khảo nghiệm, có phải em? Có phải em xe cho tôi một cơ hội không? Lạc Anh Hồng nghe những lời này cũng không biết nên phải trả lời ra làm sao. Đường Trấn Hoa lại nói tiếp, em rời khỏi tôi, tôi thật sự sắp không chịu được rồi. Nếu như em không muốn cho cơ hội này, vậy thì tôi sẽ chết tâm. Tôi sẽ xin từ chức, sẽ xin đề nghị một ly hồn quả, sống lại lần nữa, quên em đi nước mắt người đàn ông này đã rơi không ngờ người thầy mà ai cũng thấy với bộ dạng lôi thôi lại si tình đến vậy anh đang càng quấy gì đó anh không biết tầm quan trọng của lớp tinh chiến thực nghiệm sao không xung đột gì với kỳ thi tốt nghiệp của mấy đứa nhóc tôi chỉ biết chuyện này mà không giải quyết thì không thể có được trái tim của em tôi sắp không chịu được rồi có lẽ chỉ có cách thật sự quên đi mới có thể thật sự làm lại từ đầu anh hồng lạc gạt tay đường chấn hoa rồi quay mặt đi lên tiếng hỏi một ông già như anh thì làm lại từ đầu thế nào? đường chấn hoa đáp thì cũng tốt hơn sống không bằng chết vậy thì anh đi chết đi tránh xa tôi ra cút càng xa càng tốt được tôi hiểu rồi tôi đi đây em bảo trọng khốn kiếp anh đi chết đi anh khốn kiếp anh đi chết đi anh cái gọi là tình yêu càng yêu càng hận mặc dù anh lạc hồng vẫn yêu đường chấn hoa nhưng không thể tha thứ cho việc mà đường chấn hoa đã làm cô ấy chỉ biết rơi nước mắt mà thôi chuyển cảnh đến thuyền mô phòng thế giới đấu la lam hiên vũ không biết sự sắp xếp của kỳ thi tốt nghiệp nhưng tất cả mọi người đều cực kỳ liều mạng chuẩn bị bắt còn cách tinh vực hỗn loạn 10 phút chuẩn bị vũ khí bình thường mô đun đấy chỉnh tất cả đều bình thường chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu tiến vào trạng thái tàng hình đây là chiến trường tinh tế trong thế giới đấu la người chơi có thể lựa chọn trận địa ở trong chiến trường đạt được công huân những trận địa khác nhau có điểm công huân khác nhau công huân có thể đổi được tài nguyên và các loại chiến hạm chuẩn bị tiến vào lá chắn phòng hộ chuẩn bị nạp pháo chính cơ hội đến rồi phía trước có phát hiện một chiến hạm màu đen mọi người tiến hành theo kế hoạch vũ cách nhiệm vụ xâm nhập giao cho cậu đấy yên tâm đi bảo đảm thần không biết quỷ không hay hiên vũ ra lệnh bắn về phía chiến hạm màu đen tên này hung dữ thật vừa mới lên đã ác liệt như vậy mọi người kiên trì một lát nữa để vũ cách tranh thủ thời gian phía bên chiến hạm màu đen sau khi bị bắn lại không mảy may một vết xước tên đội trưởng đắc ý nói hừ phía đối diện vừa nhìn đã biết là một đám rác tiếp tục phóng nhưng hắn vừa nói xong thì tiếng cảnh báo vang lên cảnh báo cảnh báo pháo chủ quá tải pháo chủ quá tải Sắp nổ rồi, xin rời khỏi, xin rời khỏi. Lúc này hắn mới giật mình, nhưng cũng đã muộn chiến hạm màu đen đã bị đội hiên vũ làm gọi. Giải quyết rồi. Ai, đối thủ này quá hung tàn, suýt nữa đã bị hắn làm cho chấn động đến chết. Chúng ta qua đó xem xem. Phát tài rồi, tên này đã cướp được bao nhiêu thứ. Vũ Cách, cậu về rồi. Hệ thống của chúng rất dễ xâm nhập, căn bản không có ai phát hiện ra tớ. Hình như chúng ta đã gặp phải một tên rất ghê gớm. Nếu như vừa rồi chúng ở thế toàn thắng, thì e là sẽ rất đáng sợ những thứ này đủ cho chiến hạm của chúng ta tăng thêm một cấp nữa để đảm bảo chúng ta nên về trước đi được nghe theo đội trưởng chuyển cảnh về văn phòng của anh lạc hồng anh lạc hồng gọi hiên vũ đến nói chuyện cô cô tìm em có một chuyện thông báo với em đã chuẩn bị cho em xuất vào truyền linh tháp rồi em đến đó bằng thân phận của đệ tử đường môn điều em cần chú ý là ở thăng linh đài thì có thể tùy ý hành động nhưng sau khi rời khỏi thăng linh đài thì phải lập tức về học viện nếu như xuất hiện tình huống bất ngờ gì sẽ có người tiếp ứng cho em em không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm sao đây còn phải xem em có thể làm đến mức độ nào hiên vũ nghe xong chỉ biết cười khổ làm như mình đi đến đâu cũng gây rắc rối vậy hơ hơ được rồi em nhớ phải chuẩn bị trước vâng đợi đã viện trưởng cô còn muốn dặn dò gì ạ à? tình hình gần đây của thầy đường thế nào gần đây em không gặp thầy ấy thầy ấy chắc là đa phần thời gian đều ở phía đường môn nghiên cứu cô biết rồi em đi đi vâng sau khi hiên vũ rời đi chỉ còn lại một mình anh lạc hồng ở trong phòng ký ức ngày hôm đó trở về cảnh tượng đường chấn hoa cùng một người con gái khác đang ân ái trên giường cô ấy dường như không tin được là đường chấn hoa có thể làm ra chuyện đó xảy ra chuyện như vậy đường chấn hoa suýt nữa bị uông thiên vũ đánh chết nhưng trước sau hắn đều không thể nói ra tại sao lại như thế sau đó bị đuổi ra khỏi ngoại viện hắn cũng vì thế mà ngã gục hoàn toàn mười năm trước khi hai người tách ra đường chấn hoa thỉnh thoảng cũng nhìn trộm anh lạc hồng nhưng lại không dám lên trước để bắt chuyện với cô ấy mặc dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó đều vẫn như đang hiển hiện trước mắt anh lạc hồng anh lạc hồng cũng không nhịn được mà hận hắn ta trở lại với hiện thực anh lạc hồng vô cùng đau khổ ly hồn quả anh ấy thật sự muốn bắt đầu lại sao muốn quên hết tất cả mọi thứ ở đây quên mình sao cũng đã có một thời hai người có tình yêu đẹp khung cảnh lãng mạn bên bờ hải thần hồ nhưng chỉ vì chuyện đó khiến hai người phải đau khổ người có lỗi tất nhiên là đường chấn hoa lúc này bên hải thần hồ chỉ còn lại một mình đường chấn hoa ngồi thở dài Cùng lúc một người bước đến, người này chính là Uông Thiên Vũ. Mới đến ông ta đã lớn tiếng nói, ly hồn quả tôi không cho phép. Nếu như cậu thật sự không muốn ở đây, vậy thì đến đường Moni. Không gặp cô ấy là được. Không gặp thì sao? Chỉ cần cô ấy ở trong tim tôi, thì ngày nào chúng tôi cũng sẽ gặp nhau. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Năm đó lúc Phi Phi đi cũng nói là do lỗi của cô ấy. Hơn nữa tình cảm giữa cậu và Lạc Hồng lại sâu nặng, cậu không muốn giải thích sao? Là lỗi của tôi, tôi chả có gì để giải thích cả tôi không chỉ hai tiểu hồng mà còn hại phi phi tôi là người có tội ly hồn quả có lẽ là sự giải thoát lớn nhất cho tôi đối với lạc hồng cũng thế tôi không thể làm lỡ giờ cô ấy nữa anh để tôi đi đi uông thiên vũ tức giận và thẳng vào mặt đường chấn hao rồi mắng cậu nói bậy. đúng là hết thuốc chữa sau đó uông thiên vũ tức giận rời đi còn lại mỗi một mình đường chấn hoa ở đó chuyện năm xưa là sao é cũng vô cùng tò mò anh em ạ à, liệu có phải đường chấn hoa là người bắt cá hai tay hay không và ai là người sai trong cuộc tình này một lát sau tại văn phòng của anh lạc hồng uông thiên vũ sau khi cho đường chấn hoa một trận thì đi gặp anh lạc hồng thầy em có nỗi khổ gì nếu trong lòng em không có cậu ta thì em đã không có dáng vẻ này rồi tôi đã nhìn thấy tất cả những chuyện mà cậu ấy làm trong mấy năm nay em không thể cho cậu ấy một cơ hội sao bây giờ cậu ấy muốn đề nghị ly hồn quả thầy hỏi em thầy cho hay là không cho anh lạc hồng nghe những lời của uông thiên vũ xong thì xúc động lớn tiếng anh ấy muốn quên thì để cho anh ấy quên Uông Thiên Vũ liền nói, đứa ngốc này, em cũng quá cuột cường. Nếu như thật sự cậu ấy có lòng khác, sao mấy chục năm nay ngày nào cũng giống nhau, bảo vệ bên cạnh em. Nhưng, nhiều năm qua rồi, anh ấy chưa từng giải thích gì với em. Thầy, thầy muốn em tha thứ cho anh ấy như nào? Để cậu ấy đến Thất Thánh Uyên đi, cho dù là vì tìm ra chân tướng năm đó. Nhưng, em sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Em ấy em cứng miệng mềm lòng, thầy sẽ nhờ Thất trưởng lão nhẹ tay với cậu ấy. Anh ấy thật sự sẽ không gặp nguy hiểm sao? Em ấy, em ấy đúng thật là chuyển cảnh đến ký túc của lam hiên vũ cô nana mau đến đây concert sắp bắt đầu rồi tú tú ngồi đi ngồi đây tú tú liền trợn mắt nhìn hiên vũ rồi nói ai muốn ngồi trên giường với cậu nana cũng lên tiếng ngồi đi tú tú hiên vũ em không được chọc tú tú nghe thấy chưa tuần mệnh vừa ngồi xuống xem concert thanh niên bắt đầu cơ hội tay bắt đầu lần mò sang nắm chặt lấy tay tú 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 giật mình quay sang nhìn nhưng thanh niên vẫn thản nhiên như không chương trình bắt đầu rồi Lady and gentlemen, chào mừng mọi người đến với quảng trường biểu diễn hàng đầu của Thiên Đấu Tinh. Hôm nay, đây là chuyến đi đáng giá của mọi người. Tiếp theo, xin cho phép tôi được mời nhân vật chính hôm nay, Thần Ca Linh Hồn mà tất cả chúng ta đều yêu mến. Nhạc công tử. Sự xuất hiện của Đường Nhạc khiến cho toàn khán giả ở hội trường lặng ngắt như tờ. Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu với mọi người. Những người đã nghe concert của Đường Nhạc đều biết, động tác này có nghĩa là buổi concert của anh ấy bắt đầu rồi. Đường Nhạc bắt đầu cất lên tiếng hát. Bóng hình của cô ấy đã sớm mơ hồ phảng phất như trải qua vạn kiếp luân hồi tiếng nói của cô ấy dần dần rõ ràng đã từng vang vọng biết bao nhiêu lần bên tai đời người có ba kiếp một kiếp sinh mệnh một kiếp đông người một kiếp che giấu trong tim kiếp thứ ba của cô ấy vẫn luôn ở đây vẫn luôn khắc ở nơi sâu thẳm trong trái tim tôi ký ức của tôi mơ hồ nhưng tim tôi vẫn luôn tìm kiếm nguyện trời cao có mắt dẫn đường chỉ lối trên có trời cao dưới có hoàng tuyền cho dù em ở đâu thì dẫn anh đến đó đi đi dẫn anh Đường nhạc không dùng sức nhiều, nhưng từng câu từng từ như đang gõ mạnh vào trong nơi sâu thẳm trong tâm linh của mỗi người. Những fan không biết rằng, lúc này, cơn đau kịch liệt đang dữ dội tấn công vào đầu anh ấy, xông vào tinh thần hải của anh ấy. Lần này anh ấy không thỏa hiệp, anh ấy nỗ lực nhớ lại, nỗ lực tìm kiếm ký ức nhớ nhung sâu sắc đó. Cuối cùng anh ấy đã rõ, trong lòng anh ấy vẫn luôn có một người, có một người đã bao trùm cả trái tim anh ấy. Bóng hình trong ký ức, có một mái tóc dài màu bạc, quấn chặt lấy trái tim anh ấy nana ngồi trước màn hình tv ngay cả cô ấy cũng không cảm giác được nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt lời bài hát có vô số nhớ nhung một lần lại một lần chấn động vào trái tim cô ấy xông vào linh hồn của cô ấy một bóng hình đang dần dần xuất hiện trong lòng cô ấy cô ấy nhìn thấy ánh sáng vàng một dáng vẻ màu vàng đội trời đạp đất không chịu khuất phục lúc này đường nhạc nhận ra bản thân mình đang khóc trên sân khấu liền hướng tới khán giả nói rời xin lỗi xin lỗi thất lễ rồi bài tiếp theo tưởng nhớ người thân của chúng ta nhưng càng phải trân trọng những người bên cạnh ta bảo vệ thời gian bảo vệ em. Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn được tâm linh của mình. Thời gian búng tay, không nói hết được suy nghĩ u sầu. Hy vọng trong thời gian đến từ điều bất ngờ. Thời khắc chớp mắt đó khiến cho lòng người lay động. Cảm giác quen thuộc trong thời gian là tiếng gọi kỳ lạ. Nó dẫn dắt tôi đi tìm hy vọng. Hy vọng đến, nhưng lại hơi ghê gớm. Muốn chạm đến lại hơi ghê gớm. Hy vọng trong thời gian, xin người hãy theo ta, đừng rơi xa ta. Hy vọng trong thời gian. Sau khi hát xong bài hát, đường nhạc lên tiếng xin lỗi mọi người đầu tiên tôi xin nói lời xin lỗi với mọi người vì nguyên nhân của tôi khiến cho mọi người đợi một tuần sau đó lại xin lỗi mọi người lần nữa vì hôm nay tôi chỉ thực sự có sức hát được ba bài thôi tiếp theo đây sẽ là bài cuối cùng của lần này cũng chính là bài hát tôi mới viết hy vọng mọi người thích bài hát có tên là đời người nếu chỉ như gặp lần đầu tặng cho em lúc mới gặp nhau như những đứa trẻ bảo vệ sự non nớt và ngây thơ của em lúc gặp lại em đã khôn lớn cho anh sự ấm áp và ủng hộ màu bạc và màu lam giao hòa là ấn ký sâu thẳm trong tim anh. Tại sao nhớ lại sẽ đau khổ thế? Tại sao đau khổ của anh lại bắt nguồn từ đủ loại nguyên do thế? Anh không nhìn rõ, không chạm được, càng không nữa. Em là ai? Anh là ai? Ký ức khắc cốt ghi tâm đó. Ánh mắt của anh dần rõ ràng. Anh biết em. Cho dù là vĩnh viễn, cũng không thể nào quên được. Anh muốn cố gắng nhớ lại, nhớ lại cảm giác đã từng có. Em là ai? Anh là ai? Đời người nếu chỉ như gặp lần đầu. Anh muốn quay về giờ khắc lần đầu tiên đó để nhìn cho rõ rốt cuộc là em chỉ có anh hay là anh chỉ có em em chỉ có anh hay là anh chỉ có em giọng hát vừa kết thúc cả khán trường ai nấy đều chìm vào trong lời bài hát dường như nó đã chạm vào trái tim của những người đang yêu qua tv hiên vũ giật mình khi đường nhạc đột nhiên ngã hụy xuống trên sân khấu tiếng gọi cô nana của tú tú cũng vang ngay bên tai cô nana cô nana cô làm sao thế nana sau khi nghe xong bài hát trái tim cũng có cảm giác đau đớn tột cùng một lát sau nana cũng đã bị ngất đi cô nana cô nana cô sao thế tú tú cậu trong chừng cô nana tớ đi tìm thụ lão ừm nana lúc này cố gượng ấn chặt tay hiên vũ lại hiên vũ liền lên tiếng hỏi cô nana cô không muốn gặp thụ lão sao tú tú cũng lo lắng hỏi sao cô nana đột nhiên là vì chú nhạc sao không phải cậu nói trước đây họ không quen biết sao lúc này nana chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ bài hát đó khiến cô ấy chấn động sâu sắc cũng đã khơi dậy một vài ký ức của cô ấy trong đầu của cô ấy phảng phất như có vô số mảnh vỡ ký ức vỡ vụn trước nay chưa từng bị đau đớn kịch liệt trong tim anh ấy là ai mình biết anh ấy không bài hát của anh ấy viết cho mình sao từng chút ký ức không ngừng tràn vào đầu nana cảm giác đau khổ cũng không ngừng tăng lên với tu vi của cô ấy cũng không thể nào chống đỡ được là công tử cũng đã được nhân viên công tác dìu xuống đài buổi concert cũng hơi hỗn loạn lam hiên vũ và bạch tú tú đã dìu nana về phòng ngủ nghỉ ngơi lam hiên vũ phóng tinh thần lực âm thầm cảm nhận sự thay đổi của nana nhưng cậu ấy chỉ cảm nhận được một tinh thần lực khổng lồ lại hỗn loạn đang chiếm lấy đầu óc Nana. Tinh thần lực của cậu ấy mới chỉ vừa thăm dò mà đã suýt bị xé tan trong chớp mắt. Hiên Vũ vì vậy cũng đã bị thương phun ra một ngụm máu. Hiên Vũ, đừng lo lắng, tớ không sao. Hình như là do kích thích từ Lam Hiên Vũ mà tinh thần lực hỗn loạn trong đầu Nana mau chóng thu liễm. Hô hấp của cô ấy bắt đầu trở nên ổn định, lông mày nhíu chặt đã dần dần dẫn ra. Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt tay Lam Hiên Vũ. Một lát sau Nana cũng đã đỡ hơn có thể ngồi dậy cô nana cô đỡ hơn chưa là cô làm em bị thương rồi vừa nói xong thì nana ôm chặt lấy hiên vũ vào lòng khiến cho tú tú cũng sinh ra lòng đố kỵ sau đó nana đã tạm biệt lam hiên vũ và bạch tú tú nói bản thân cần nghỉ vài ngày mà không ai cũng không biết là bạch tú tú càng cảm thấy rõ ràng hơn trước đây cô ấy quen biết với nhạc công tử phía thiên đầu tinh là khanh linh nóng vội đến mức đi vòng vòng cô ấy vừa phải lo lắng cho tình trạng của đường nhạc vừa phải an ủi khán giả cũng may là trước đó đường nhạc cũng đã nói ở buổi concert là hôm nay chỉ hát 3 bài. Nếu không thì hiện trường buổi concert sẽ càng hỗn loạn hơn. Qua hơn một tiếng, tình hình của đường nhạc cũng dần dần có chuyển biến tốt. Uống chút nước nhé, anh vẫn ổn chứ. Tôi không sao, để cô lo lắng rồi. Khanh Linh, giúp tôi lùi những buổi concert sau này đi, gần đây tôi thấy không khỏe. Đợi mẫu tinh xóa bỏ cấm chế, thì chúng ta lại đến mẫu tinh tổ chức concert. Ừm, được, tôi sẽ sắp xếp. Anh nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Khanh Linh, tôi hơi mệt rồi hự mệt rồi thì mau chóng nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi nhiều hơn cũng không sao những chuyện khác để tôi sắp xếp bây giờ chúng ta ký hợp đồng tự do anh mới là ông chủ của bản thân mình muốn sắp xếp như nào thì đều cần anh nói là được tôi đi sắp xếp những chuyện khác anh nghỉ ngơi đi sau khi khanh linh đi thì một mình đường nhạc ngây ngốc ngồi nhìn lên trần nhà sau hậu đài trong lúc này lam hiên vũ gọi điện đến hỏi tình hình của anh ấy quả thực là bài hát đó khiến anh ấy đau khổ như vậy nhưng hát bài hát đó anh ấy cảm thấy bản thân thật sự đã nhớ ra một vài thứ nhất định phải đến mẫu tinh hát một lần trước mặt của cô ấy có lẽ như vậy thì mình có thể khôi phục lại tất cả ký ức nhất định có thể sau khi nana đi lam hiên vũ ngày nào cũng gọi điện qua hỏi tình hình của cô ấy cũng làm thế với đường nhạc trong lòng lam hiên vũ hơi lo lắng nhưng nana và đường nhạc đều không nguyện ý nói gì với cậu ấy chính vào lúc này lam mộng cầm đã dẫn mẹ của cậu ấy về lam hiên vũ mời riêng thụ lão đến giúp đỡ thêm vào đó là sự trợ giúp của phí thủy thiên nga bích cơ mẹ lam mộng cầm cũng coi như là bù đắp được những lỗ hở sinh mệnh Lam Mộng Cầm chưa nói câu cảm ơn nào với Lam Hiên Vũ, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được cô ấy đang dùng hành động để biểu đạt ý cảm ơn. Cô ấy không giống trước đây nữa, tu luyện chịu khó chăm chỉ hơn trước đây. Mà Lam Hiên Vũ sắp phải đối mặt với một chuyện lớn, học viện chính thức thông báo với cậu ấy thời gian đến tổng bộ truyền linh tháp. Tổng bộ truyền linh tháp là nơi cách thành Shrek không xa, gần đó có học viện truyền linh. Ban đầu truyền linh tháp xây dựng học viện này là vì muốn ngang vai ngang về với học viện Shrek, chỉ có điều chuyện không như mong muốn người lập ra truyền linh tháp là lãnh tụ lúc đó của thất quái Shrek, linh băng đấu là hoắc vũ hạo nhưng theo sự chuyển dịch của thời gian truyền linh tháp đã từng có lúc phát triển lệch hướng mà liên bang vẫn luôn là kẻ thúc đẩy sau chuyện đó có thái độ ủng hộ với việc truyền linh tháp đấu đá với học viện Shrek và đường môn từ lúc con người phát triển đến thời đại tinh tế thì quan hệ giữa truyền linh tháp đường môn và học viện Shrek đã hòa hoãn hơn rất nhiều nhưng vẫn có một vài chuyện riêng tư đây cũng là nguyên do tại sao lam hiên vũ lại mượn huyễn thuật của thú tìm bảo vật Bây giờ trong mắt người khác, cậu ấy đã là thiếu niên 27, 28 tuổi. Lam Hiên Vũ đưa ra giấy mời màu đỏ với quầy lễ tân, thuận lợi xác minh thần phận. Tiếp theo, nhân viên lễ tân dẫn Lam Hiên Vũ đến một thang máy. Sau khi thay ba thang máy, Lam Hiên Vũ mới đến được một đại sảnh hình tròn. Mà thang máy cuối cùng này, nhân viên lễ tân cũng không có tư cách vào. Sau khi vào trong đại sảnh, lập tức có một nhân viên đến nghênh đón. Chào mừng ngài đến với thang linh đài cao cấp. Xin hỏi đây là lần đầu tiên ngài đến thang linh đài cao cấp của chúng tôi sao? Đúng thế, lần đầu tiên vậy tôi sẽ giới thiệu cho ngài phương thức sử dụng của thăng linh đài cao cấp chắc ngài biết thăng linh đài cao cấp không hoàn toàn là thế giới mô phỏng nếu như ngài bị thương nặng trong đó thì khả năng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hiện thực xin cẩn thận chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài một máy dịch chuyển có thể rời đi bất cứ lúc nào trở lại nơi này dưới sự gợi ý của nhân viên lam hiên vũ đã phóng hồn hoàn của mình không sao ngài hoàn toàn có năng lực tiến vào thăng linh đài cấp cao xin mời theo tôi mời ngài cởi giày để tiến vào trong đừng miễn cưỡng bản thân chúc ngài lần này có nhiều thu hoạch công tác vừa được ấn một vòng xoáy truyền tống hiện ra hiên vũ liền bị truyền ý thức vào trong đó chủ nhân nơi này hình như là rừng giận đấu la trong không gian bí mật dưới hầm của đường môn dòng tin tức bắt đầu chấn động tổng bộ truyền linh tháp truyền linh tháp tổng bộ gặp phải tấn công vào dòng tin tức tạm thời dừng hết công việc đối ngoại xin tất cả hồn sư rời đi có trật tự tình huống gì thế chuyện gì thế công kích từ đâu ra trước mắt còn chưa rõ chúng tôi đã dừng tất cả công tác đối ngoại ở tổng bộ bên ngoài đang tăng ở cường phòng ngự, đồng thời tiến hành chỉnh sửa tường phòng ngự. Buộc phải bảo vệ kho tin tức, lập tức ra tay tìm kẻ địch, bắt buộc phải bắt được những tên này. Phía bên trong Thăng Linh Đài Hiên Vũ vẫn chưa biết chuyện đang xảy ra. Tiểu Bảo giật mình nói, "Lẽ nào, lẽ nào đây là mảnh vỡ thần giới?" Hiên Vũ cũng chỉ về hướng cái cây kia hỏi, "Kia là gì thế?" Tiểu Bảo đáp, "Ban đầu thần giới gặp phải kiếp nạn lớn, đã bị vỡ nát rồi. Không biết tại sao truyền linh tháp lại tìm được mảnh vỡ này." bây giờ họ dùng cách thức kỹ thuật để dẫn ý thức của con người vào trong mảnh vỡ này hình thành nên không gian độc lập nơi chúng ta đang ở này chắc là miếng lớn nhất mà hồn thú ở đây trên thực tế được chuyển hóa từ năng lượng mà khí tiên linh hấp thụ vậy nếu như chúng ta có thể tìm được bản nguyên của truyền linh tháp có phải là có thể hấp thụ trực tiếp khí tiên linh trong nó không trên lý thuyết thì có thể đợi lúc thực lực của mình mạnh hơn nhất định phải thăm dò cẩn thận một phen